thư thứ nhất của Phaolô gửi cho tín hữu tại Corinto. Đoạn 7 Còn về những vấn đề anh em đã viết trong thư như đàn ông không lấy vợ là điều tốt. Nhưng để tránh tình trạng gian dâm, mỗi người đàn ông nên có vợ, mỗi người đàn bà nên có chồng. Chồng phải làm tròn bổn phận đối với vợ và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân thể mình mà là chồng chồng cũng không có quyền trên thân thể mình mà là vợ đừng từ chối nhau trừ phi hai bên thỏa thuận tạm thời để biệt riêng thì giờ cầu nguyện nhưng sau đó trở lại với nhau kẻo sa tan thừa lúc anh em thiếu tiết chế mà cám dỗ anh em chăng điều tôi nói đây là sự nhân nhượng chứ không phải là mệnh lệnh tôi muốn mọi người được như tôi nhưng mỗi người được đức chúa trời ban cho ân tứ riêng người ân tứ này kẻ ân tứ khác tôi nói với những người còn độc thân và những quả phụ rằng nếu ở được như tôi thì tốt nhưng nếu họ không thể tiết chế được thì nên lập gia đình vì thà lập gia đình còn hơn bị dục tình uông um đốt đối với những người đã lập gia đình thì tôi nhưng không phải tôi mà là chúa truyền lệnh này vợ không được bỏ chồng nhưng nếu đã bỏ chồng thì phải ở vậy hoặc phải làm hòa lại với chồng chồng cũng không được ly dị vợ còn với những người khác thì tôi không phải là chúa nói rằng nếu anh em nào có vợ không tin chúa nhưng người này bằng lòng chung sống với mình thì người ấy không được ly dị vợ nếu một phụ nữ có chồng không tin chúa nhưng người này bằng lòng chung sống với mình thì người ấy không được ly dị chồng vì người chồng không tin chúa sẽ nhờ vợ được thánh hóa còn người vợ không tin chúa sẽ nhờ chồng được thánh hóa nếu không thì con cái anh em đã bị ô uế nhưng hiện nay chúng đều được thánh hóa cả nếu người không tin chúa muốn phân rẽ thì cứ để người ấy phân rẽ trong trường hợp này anh em hay chị em không bị ràng buộc gì, vì Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta sống trong hòa bình. Hỡi người làm vợ, biết đâu chị em lại cứu được chồng mình. Hỡi người làm chồng, biết đâu anh em lại cứu được vợ mình. Mỗi người phải sống theo ơn Chúa ban và theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Đây là điều tôi đã dạy trong tất cả các hội thánh. Có ai đã chịu cắt bì mà được kêu gọi chăng? đừng bỏ chứng cứ của sự cắt bì có ai chưa chịu cắt bì mà được kêu gọi chăng đừng tìm kiếm sự cắt bì cắt bì hay không cắt bì đều chẳng có gì đáng kể điều đáng kể là vân giữ các điều răn của đức chúa trời ai đang ở địa vị nào lúc được kêu gọi hãy cứ ở địa vị đó anh em là nô lệ khi được kêu gọi chăng đừng bận tâm nhưng nếu anh em có thể được tự do thì hãy nắm lấy cơ hội. Vì người nào được Chúa kêu gọi lúc còn là nô lệ thì trở nên người tự do trong Chúa. Cũng vậy, người tự do lúc được kêu gọi thì trở nên nô lệ của đấng Christ. Anh em đã được mua bằng giá rất cao, đừng trở nên nô lệ cho loài người. Hỏi anh em, ai ở địa vị nào lúc được kêu gọi, hãy cứ ở địa vị đó trước mặt Đức Chúa Trời về vấn đề các trinh nữ tôi không có mệnh lệnh của chúa nhưng bởi ơn thương xót của chúa tôi nêu ý kiến của mình như một người đáng tin cậy vì những khó khăn hiện tại tôi nghĩ nếu một người cứ ở vậy thì vẫn tốt có phải bạn đang bị ràng buộc với vợ đừng tìm cách thoát ra có phải bạn chưa bị ràng buộc với vợ đừng kiếm vợ nhưng nếu bạn lấy vợ bạn chẳng có tội gì nếu một trinh nữ lấy chồng nàng cũng chẳng có tội gì tuy nhiên những người có gia đình thì sẽ gặp nhiều trở ngại thuộc đời này tôi muốn anh em tránh khỏi điều đó thưa anh em tôi muốn nói rằng thời gian còn quá ngắn nên từ bây giờ những người có vợ hãy sống như không có những người than khóc hãy sống như không than khóc những người vui mừng hãy sống như không vui mừng những người mua sắm, hãy sống như không có vật gì. Những người đang gắn bó với thế gian, hãy sống như không gắn bó, vì hình trạng của thế gian này sẽ qua đi. Tôi muốn anh em khỏi bận tâm lo lắng. Người không lấy vợ thì chuyên lo việc Chúa, tìm cách làm vui lòng Chúa. Nhưng người có vợ thì chăm lo việc đời, tìm cách làm hài lòng vợ. Và họ bị phân tâm đàn bà không lấy chồng hoặc trinh nữ thì chuyên lo việc chúa tìm cách để cả thân thể và tâm linh được thánh sạch nhưng người có chồng thì chăm lo việc đời tìm cách làm hài lòng chồng tôi nói điều này vì ích lợi cho anh em không phải để ngăn trở anh em nhưng muốn hướng anh em đến điều thích hợp và không phân tâm trong sự phục vụ chúa nếu có người nào nghĩ mình không thể xử sự một cách phải lẽ với người vợ hứa của mình nếu tình dục mạnh và cần kết hôn thì hãy làm theo điều mình muốn hãy để họ kết hôn điều này không có tội gì nhưng nếu ai xác lập trong lòng không bị sự bó buộc nào biết chế ngự ước muốn và quyết định trong lòng cứ giữ nàng như người vợ hứa thì người ấy làm một việc tốt như vậy người kết hôn với người vợ hứa của mình là điều tốt nhưng người không đi đến hôn nhân thì làm điều tốt hơn chồng còn sống bao lâu thì vợ phải ràng buộc với chồng bấy lâu nếu chồng qua đời vợ được tự do kết hôn với người mình muốn miễn là ở trong chúa nhưng theo ý tôi nếu cứ ở vậy thì có phước hơn tôi nghĩ rằng tôi cũng có thánh linh của đức chúa trời Dân số ký Chương 16 Sự nổi loạn của Cora, Ra, Đa Than và Abiram Cora, con trai của zit cháu của Kehat, chít của Levi, lôi kéo Đa Than và Abiram, con trai của Eliab và Ôn, con trai của Phê cháu Ruben, nổi lên chống lại môi xe. Cùng với họ có mươi người trong dân Israel vốn là những thủ lĩnh của hội chúng là những người được tuyển chọn và có danh tiếng họ cấu kết với nhau chống lại môi xe và aaron họ tố cáo các người quá lắm rồi vì cả hội chúng đều là thánh và đức giê đang ngự giữa chúng ta vậy tại sao các người tự nhấc mình lên trên hội chúng của đức giê va môi xe nghe điều đó thì sấp mặt xuống đất và nói với cora cùng tất cả những người theo ông rằng Sáng mai Đức Giê-hô-va sẽ tỏ cho biết ai thuộc về Ngài và ai là thánh và Ngài sẽ khiến người đó lại gần Ngài. Người nào Ngài chọn sẽ được đến gần Ngài. Hỡi Cô-ra, hãy làm điều này, ngươi và tất cả những người theo ngươi hãy cầm lư hương. Sáng mai trước mặt Đức Giê-hô-va hãy bỏ lửa vào lư hương và bỏ hương liệu lên trên. Người nào mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn lựa ấy là người thánh. Hỡi con cháu Lê-vi thôi đủ rồi. Môi xe nói với cô ra, hỡi con cháu Lê Vi hãy nghe đây, Đức Chúa Trời của Israel đã biệt riêng anh em khỏi hội chúng Israel và đem anh em đến gần ngài để làm công việc trong đền tạm của Đức Jehovah và phục vụ trước mặt hội chúng. Việc ấy anh em cho là nhỏ mọn sao? Ngài cho phép anh và tất cả anh em của anh là con cháu Lê Vi đến gần ngài nhưng anh em lại còn đòi chức tế lễ nữa sao? Vì thế, anh và tất cả những người theo anh hiệp lại để chống Đức Giê-hô-va. Aaron là ai mà anh em cằn nhằn với người? Môi xe sai người gọi đa than và Abiram con trai Eliab. Nhưng hai người đó nói, chúng tôi không đi lên đâu. Ông đã đem chúng tôi ra khỏi xứ đượm sữa và mật để chết trong hoang mạc chưa đủ sao mà ông còn muốn làm vua làm chúa trên chúng tôi nữa. Hơn nữa, ông không dẫn chúng tôi vào một xứ đượm sữa và mật, cũng không cho chúng tôi đồng ruộng hay là vườn nho làm sản nghiệp. Ông toàn khoét mắt dân nảy trăng. Chúng tôi không đi lên đâu. Môi xe giận lắm và thưa với Đức Giê-hô-va rằng, Xin Chúa đừng chấp nhận tế lễ của họ nữa. Con không bắt một con lừa nào của họ và cũng không làm hại một ai trong bọn họ. Môi xe nói với cô ra. Ngày mai, anh cùng tất cả những người theo anh và A-rôn hãy ra mắt Đức Giê-hô-va. Mỗi người hãy cầm lư hương và bỏ hương liệu vào. Rồi mỗi người dâng lư hương mình trước mặt Đức Giê-hô-va, tức là 250 lư hương. Anh và A-rôn cũng phải có lư hương. Vậy mỗi người lấy lư hương bỏ lửa vào và bỏ hương liệu lên trên, rồi đứng tại cửa lều hội kiến cùng với Môi-se và A-rôn. Cora họp cả hội chúng để chống lại môi xe và Aaron tại cửa lều hội kiến. Vinh quang của Đức giê hiện ra cùng toàn thể hội chúng. Đức giê phán với môi xe và Aaron rằng, hãy tách khỏi hội chúng này, ta sẽ tiêu diệt chúng trong giây lát. Hai người sấp mặt xuống và nói, lạy Chúa là Đức Chúa Trời, ban hơi thở cho mọi loài xác thịt. Chỉ có một người phạm tội mà Ngài lại nổi giận với cả hội chúng sao? Đức giê va phán với môi xe Hãy bảo hội chúng tránh xa khu vực nơi Cora, Đa Than và Abiram ở. Môi xe đứng dậy đi về phía Đa Than và Abiram. Các trưởng lão Israel đi theo ông. Ông nói với hội chúng rằng, Bây giờ hãy tránh xa trại của những kẻ hung ác này và chớ đụng đến vật gì thuộc về họ, kẻo anh em sẽ chết vì tội của họ chăng? Vậy dân chúng tránh xa khỏi chỗ ở của Cora, Đa Than và Abiram. Đa Than và Abiram ra đứng tại cửa trại với vợ con và cháu chắt mình. Môi xe nói, nhờ điều này anh em sẽ biết rằng Đức hô Va có sai tôi làm tất cả các điều ấy chứ không tự ý tôi. Nếu những người này chết như mọi người khác hoặc nếu họ đồng chịu số phận chung như mọi người thì Đức hô Va không sai tôi. Nhưng nếu Đức hô Va làm một việc mới lạ, nếu đất hà miệng ra nuốt họ cùng mọi vật thuộc về họ và nếu họ còn đang sống mà xuống âm phủ, thì anh em sẽ biết rằng những người này đã xúc phạm đến Đức Giê-hô-va. Khi môi xe vừa dứt lời thì đất ngay dưới chân họ nứt ra, hà miệng nuốt họ, gia quyến và tất cả những người theo cô ra cùng tài sản của họ. Những người đó còn đang sống mà xuống âm phủ cùng với mọi vật thuộc về họ. Đất lấp lại và họ bị tiêu diệt khỏi hội chúng Cả Israel ở chung quanh nghe tiếng họ kêu la thì chạy trốn vì nói rằng hãy coi chừng kẻo đất nuốt chúng ta nữa đó. Rồi một ngọn lửa từ Đức Giê-hô-va lòe ra thiêu hóa 250 người đã dâng hương. Đức Giê-hô-va phán với môi xe hãy bảo E-lê-a-sa con trai thầy tế lễ rôn lượm các lư hương từ chỗ lửa cháy và đổ lửa trong các lư hương nơi xa vì chúng đã được thánh hóa. Còn các lưu hương của những người vì phạm tội mà phải mất mạng thì hãy lấy rát thành những tấm mỏng để bọc bàn thờ vì các lưu hương đó đã dâng trước mặt Đức Giê-hô-va và đã được thánh hóa. Hãy để những tấm rát ấy làm một dấu hiệu cho dân Israel. Vậy, Thầy Tế Lễ Lê, -lê Asa lấy những lưu hương bằng đồng của các người bị thiêu hóa khi dâng lễ và sai làm thành những tấm rát mỏng để bọc bàn thờ. Điều này nhắc nhở dân Israel rằng không người nào ngoại trừ dòng Aaron được phép đến gần để sông hương trước mặt Đức Giê-hô-va, nếu không, người ấy sẽ đồng số phận với Cora và những người theo ông ấy, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền phán qua Môi-se. Ngày mai, cả hội chúng Israel cằn nhằn chống lại Môi-se và Aaron, họ nói: Các người đã giết con dân của Đức Giê-hô-va khi đang hiệp nhau chống lại môi xe và a rôn hội chúng nhìn về phía lều hội kiến thấy đám mây bao phủ lều và vinh quang của đức jehovah hiện ra môi xe và a rôn đến đứng trước lều hội kiến và đức jehovah phán với môi xe hãy tránh xa hội chúng này ta sẽ tiêu diệt họ trong giây lát nhưng hai người sấp mặt xuống đất rồi môi xe bảo a rôn rằng anh hãy lấy lưu hương bỏ lửa từ bàn thờ vào và bỏ hương liệu lên trên rồi mau mau đi đến hội chúng mà làm lễ chuộc tội cho họ. Vì cơn thịnh nộ của Đức giê hô va đã nổi lên và tai họa đã bắt đầu. Aaron làm như môi xe đã bảo và chạy đến giữa hội chúng. Kìa, tai họa đã phát khởi giữa dân chúng. Aaron dâng hương và làm lễ chuộc tội cho dân chúng. Ông đứng giữa kẻ chết và người sống thì tai họa liền dừng lại. Có 14.700 người chết vì tai họa này không kể số người chết trong vụ Cora. Khi tai họa dừng lại, thì Aaron trở lại với môi xe nơi lều hội kiến. Châm ngôn Chương 6 Việc bảo lãnh cho người lân cận Hỡi con ta, nếu con bảo lãnh cho người lân cận mình, nếu con đưa tay cam kết với người xa lạ thì con bị trói buộc vì lời miệng mình đã hứa và vướng mắc vì lời miệng con đã nói ra vậy hỡi con ta vì con đã rơi vào tay người lân cận hãy làm điều này để tự giải cứu mình hãy đi hạ mình và nài nỉ người lân cận con đừng cho hai mắt con ngủ hoặc mí mắt con chợp lại hãy tự giải cứu mình như linh dương thoát khỏi tay thợ săn như chim thoát khỏi tay người đánh bẫy. Bài học từ loài kiến. Hỡi kẻ lười biếng, hãy đến với loài kiến, xem xét cách nó sống để học khôn. Dù không có thủ lĩnh, quan chức hay người cai trị, nó vẫn biết dự trữ lương thực cho mình vào mùa hè và thu gom thực phẩm trong mùa gặt. Hỡi kẻ lười biếng, ngươi còn nằm mãi cho đến bao giờ? Chừng nào ngươi mới thức giấc? ngủ một chút chợp mắt một chút khoanh tay nằm nghỉ một chút thì sự nghèo khổ sẽ đến với ngươi như kẻ trộm cắp cành túng thiếu sẽ tấn công ngươi như kẻ cướp có vũ trang số phận của kẻ gian trá kẻ vô lại kẻ độc ác là kẻ ăn không ngồi rồi miệng buông lời dối trá hắn nháy mắt khều chân và dùng ngón tay ra hiệu lòng đầy gian tà, hắn mưu toan điều ác, lúc nào cũng gieo điều tranh cãi. Vì thế, tai họa thình lình ập đến trên hắn. Trong phút chốc, hắn bị suy sụp không phương cứu chữa. Những điều Đức Giê-hô-va ghê tởm Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét và bảy điều Ngài ghê tởm. Mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ máu vô tội, lòng mưu toan những việc ác, chân vội vàng chạy đi làm điều dữ, kẻ làm chứng gian và nói điều dối trá, người gieo tranh cãi giữa anh em. Lời cảnh báo về sự tà dâm Hỡi con ta, hãy tuân giữ lời dân bảo của cha, đừng từ bỏ các lời dạy dỗ của mẹ con. Hãy luôn ghi tạc nó vào lòng con và đeo nó nơi cổ con. Khi con bước đi, nó sẽ hướng dẫn con. Lúc con ngủ, nó sẽ gìn giữ con. Và khi con thức dậy, nó sẽ trò chuyện với con. Vì điều dân là ngọn đèn, luật pháp là ánh sáng. Và sự của trách khuyên dạy là con đường sự sống. Để giữ con khỏi người đàn bà gian ác và khỏi lời đường mật của dâm phụ. Lòng con chớ thèm muốn nhan sắc nó. Đừng để ánh mắt nó chinh phục con vì người ta có thể thuê gái mại dâm bằng giá một ổ bánh. Còn người đàn bà ngoại tình làm mất cả linh hồn quý giá. Có ai để lửa trong người mà áo quần không bốc cháy? Có ai bước trên than lửa đỏ mà chân lại không bị phỏng trắng? Kẻ đến với vợ người lân cận mình cũng vậy. Bất cứ ai đụng đến nàng hẳn không khỏi bị trừng phạt. Chẳng ai coi khinh kẻ trộm khi nó ăn cắp để thỏa mãn cơn đói. Dù vậy, nếu bị bắt gặp, nó phải bồi thường gấp 7 lần và phải nộp hết tài sản trong nhà mình. Nhưng người phạm tội ngoại tình là kẻ mất trí. Ai làm như vậy tự hủy diệt linh hồn mình. Người ấy sẽ bị thương tích và mang ô nhục. Sự xỉ nhục ấy không bao giờ xóa được. Vì người chồng sẽ ghen tuông giận dữ lúc báo thù chẳng chút xót thương anh ta không chấp nhận bất cứ giá đền bù nào dù con có đút lót bao nhiêu cũng một mực chối tử